mà mình bị vậy nhiều lần đấy. Mình cũng là người lên chết rất sớm, chả bao giờ thấy tướng đâu ấy. Mình chơi mình lên chết sớm lắm luôn ấy. Mình chơi lên chết là siêu sớm. Mấy lần đánh cháy mẹ 100 máu xong rồi lên chết 8 cực sớm. 3.5 úp 7 dưới 50 tiền xong 4.2 lên 8. Mà đéo thấy có 5 tiền nào cả. Mà 10 ván tôi thấy đủ cả 10, chúng nó toàn 5 tiền lên 7. Nếu mà chúng nó lên sớm. Thế mẹ nào. Swinging from the hill. Đột biến gì á? À, đột biến hắc tinh à. Tam hợp. Tam hợp is the best. Tam hợp là vô địch. Red Dog cái gì thì bọn nó cũng có thôi. Hai nhà phát minh tí nó vác con gấu mà sớm nó đấm vào mồm không bây giờ này. Này khuyến mãi kinh nghiệm mày tính lên level 10 cho xem. Khu đồ hiệu này up 8 roll toàn 5 tiền 2 sao cho xem. Hai pháp sư. Khu đồ hiệu tiếp. Hai thằng khu đồ hiệu, thằng này hai đồ. Swinging from the hill. Charmed, I'm sure. Cứ thế thôi. Thằng nào cũng ấn kim cương, tôi nghi cái ván này ba ấn kim cương lắm này. Tôi nghi lắm đấy. Rất là nghi vấn cái ván này. Thôi cứ cho con dích đi. Má, đần chưa? Trong bài đần chưa? Con dích lên mana nhanh cho nó đỡ ngu các bạn ạ. Ván này thì phải ráng kiếm cái crit phép là ngon nhất. Tại vì cái vụ, cái tam hợp phải đi với crit phép nó mới ngon. Không thấy ba lùn luôn nhỉ. Không thấy con gì tăng được ấy. Buồn thế. On my way. I see things clearly. This is gonna tickle. Đấy, thấy chưa? Tôi nói mà. Có sai đâu. Nó vác con gấu nó đấm vào mồm cho bây giờ ấy này. Sai thế đéo mà được. Sai mà được à? Thank you.
sai thế đéo nào được. Thì thằng nào ấn cũng ngon. Đang kiếm với Chris. Đây, lấy cái này trước đi. Đâu, tôi có cho Zeke carry đâu. Bây giờ Zeke cầm đồ tạm ấy mà. Bây giờ phải con chiếc đồ vào. Cho Zeke cái cung. Nếu con Bobby khác, cho Zeke cái cung. Zeke cái gang cũng được. Zeke cái gang này. Rồi, phải con chip vào. Cái mo này. Cho chiếc đồ vào. Lấy hai tái chế. Let's bounce. Má này chắc đánh đột biến. Biến cho nó khỏe. Trời ơi, má chọn biết. Ván này thì bằng mọi giá phải giữ máu nhá mọi người. Làm gì thì làm, chủ yếu là giữ máu nhá, chứ đừng có tiếc tiền, đừng có tiếc chửi thắng, chửi thua gì hết. Mấy cái ván ấn kim cương chúng nó đẩy kinh lắm. Yêu thần tượng ấy. Xấu rồi. Mua MF đép cho đỡ mất máu thì MF thì tính ra cũng ngon mà thôi, tí cho cóc mo ấy, đột biến này. À, thằng này đánh ngoại binh à? Có đâu, nó hai ngoại binh mà. Rồi, à, clip phép rồi này. Bẹp. Tí nữa có crit phép là cứ đưa Manzaha cầm tam hợp crit phép rồi vứt vứt đột biến vào là đép được. Nếu mà có Manzaha chỉ cần thế thôi, bỏ cho gát cũng được. Khi nào có Manzaha để tính, có Manzaha là cho nó tam hợp crit phép là auto đép được. Cái này chắc lắp thú tượng luôn đi nhở. Tượng đai máu luôn. Thông đạo luôn cũng được ấy. Thông đạo được, tại vì mình đánh đột biến thì mình đánh thông đạo không? Thú tượng thông đạo là binh. Này, crit phép bàn tay công lý nha. Hoặc là khăn. Bàn tay công lý thì thêm hút máu, nếu mình không có hút máu thì mình lấy bàn tay công lý cũng được. Đột biến ván này hiệu ứng là hắc tinh ấy. Quân mình chết là mình được tăng đam. Tăng đam với AP. Ngon. Đội biến xịn. Cho chó ghét mà không. Đánh ván này không đánh chó ghét. Có Manza thì đánh. Không đánh chó ghét. Chó ghét là đi. Cho ghét. Đội biến này đánh cho ghét là đi. Đi xa. Đội biến này càng nhiều quân càng tốt mà.
Cho ngát làm gì? Đi toilet không bao giờ tắt đèn. Quên. Bố bò nãy nó có bật đèn không ta? Bố bò nãy nó có bật đèn không trời? Rồi, hai hình nhân. Tính phước lành nhưng mà thôi, thấy hai hình nhân rồi. Rồi, bình. Bây giờ chỉ cần ra con man giá hà thôi là ok. Ngon. Bình. Tính lấy phước lành để hút máu mà thôi, thấy hai hình nhân rồi. Bây giờ ra con man giá hà là đép được. À, bắt đầu đép binh. 8 chứ, lên 9 gì nổi em. 9 cút luôn. Trời ơi, ông này chạm sửa chữa luôn mà. Chơi game dễ nói lên luôn. Chạm sửa chữa luôn này. Ở ván này 7 nhà phát minh con rồng hồi sinh liên tục luôn. Chơi game dễ thật đấy. Úi dồi ôi má, tôi tưởng đéo có gậy nữa chứ. Má gậy có một đống. Chân thủ. Tưởng không có gậy đi. Mẹ gấu sớm xong còn hồi mà gấu hồi máu nữa. Dễ chơi vãi. Crit phép là binh. Bây giờ ra con Manzaha là đổi bài luôn này, đép máu là được rồi đấy. Rồi. Let's get cracking. Chỉ cần em già mà ham thôi. Tự ra thì đép, còn không thì cứ để như vậy đép. Tự ra thì chơi, cảnh binh đi. Đấy, crit phép là mình lên được 78% chí mẹ rồi. Tại vì cái này đã 33% chí mạng rồi này, 33% chí mạng, 33 AP, 33. Đã Victor rồi. Alo. Cái gì đây? Chơi game gì đấy? Linh hồn pháp sư bại đội bại bài bạn có 2 pháp sư xong ra Victor luôn. Nó kẻ phát cứu hết luôn. Bó tay ấy. May nó kẻ không rít đấy. Nó kẻ rít là cút hết đấy. Kỳ cục. Đấy. Level 7 auto ra 5 tiền tự ra nhé. Tự ra đấy. Đây rồi. Thôi đép đi. Đép thôi. Bỏ đột biến vào này. Đảm bảo chưa?
Đã bảo chưa? Sợ chưa? Sợ liền. Phái phái, chạy nước miếng, chạy nước miếng liền. Phái phái. Bây giờ mà tí nữa mà có ấn phước lành vũ trụ ấy thì mình sẽ lắp vô cực, còn không có ấn phước lành vũ trụ thì mình sẽ lắp bàn tay công lý để có hút máu. Kiếm súng cũng được, nhưng mà giờ kiếm kiếm súng thì hơi khó. Bàn tay công lý nè. Tí nữa là mình sẽ làm một cái dao điện cho con cóc mo nhé, nếu có cung. Nếu có cung thì sẽ làm một cái dao điện cho cóc mo. Khăn ngon cũng, khăn thì cũng được, với điều kiện tí có hút máu đã. Không có hút máu thì phải làm bàn tay công lý. Bàn tay công lý có hút máu không? Có. Ui đây đấy đấy, là level 7 tam ken. À có khu đồ hiệu tam ken JC level 7 này. Rồi đúng rồi, giết quân tao nhiều vô. Đốt chết luôn, đốt chết luôn. Ui đốt tí chết. Sợ lắm, cái đột biến này nó sợ lắm các bạn ơi. Tám sớm, tám sớm. Dư hai mươi mấy tiền để roll. Cố roll đi. Đéo cần con gì hết, cần con Mundo thôi. Mundo với Kai'Sa thôi. Không phải cho gát cũng được, giờ ra cho gát vứt vào lấy cho gát với Mundo nó cũng được. Không có cần lát. Đam nó điên lắm. Kìa, đam kìa. Đam nó bị điên đấy. Tam Ken. Savor the misery. Tam Ken thông đạo thú tượng à? Không, thông đạo cho con nào chết sớm đi. Cho Tam Ken thú tượng đi. Cho gát này. Mundo thế là đẹp. Đáng kiếm con Mundo đi. Kéo đột biến. Tam Ken đột biến. Tam Ken đột biến nuốt nó. Tam Ken đột biến nuốt ngon. Cho Tam Ken đột biến nuốt ra đồ ra tiền. Tam Ken đột biến à, bỏ
Bỏ mẹ hai con này đi. Để lấy bốn đấu sĩ. Rồi. Đó, ta sẽ đột kiến vứt hết mẹ mấy con này lên chết đi. We go. Mundo. Well, time to make Mundo's rounds. Không cho nó ăn được, trừ khi là mình phải roll được. Mình phải roll ra đã. Đấy, trời ơi. Mẹ level 8 gì nick 2 anh em ơi. Cái này là lên level 8 sớm nha, chứ phải là tỷ lệ nha. Level 8 gì nick 2, alo. Ta nuốt mày luôn này. Đấy chưa. Sợ quá. Nào, ấn hút máu không? Không có hút máu thì mình lắp bàn tay công lý luôn. Còn có hút máu thì lắp kiểu khác. Có hút máu hay không? Để biết đường nào. Rồi, rồi. Lắp khỏi lắp bàn tay công lý. Tí lắp, có vô cực thì lắp. À, không dám cho ăn. Phải ra con ấy đã. Chưa dám cho ăn. Tí tầm ken hai nước mắt cũng được ấy. Không có tiền, phải đun ra cái xa đã. Không có tiền. Khu đồ hiệu đâu mà khu đồ hiệu. Cái thằng này là ấp chết mà. Nè, xin nick 2 này. Nó ấp chết mà, khu đồ hiệu gì chết. Bây giờ nó mới lên 9, nó vừa lên 9 ấy. Hồi nãy là level 8 xin nick 2 rồi đấy. Nó vừa lên 9 đấy bạn ạ. À. Thôi cho nó ăn cái gì bạn ơi, không được. Chưa ra cây xa là không cho ăn được. Ôi Victor 2 rồi này. Đấy anh em kêu nó roll đi. Hồi nãy thằng này level 7 Victor 1 rồi lên Victor 2 này. Đậu mé nó. Cái gì vậy? Chết anh ấy. Đấy cái lồng mía đó. Ra đồ rồi này. Đấy chưa, tam ken. Tam ken có tác dụng rồi đấy, ra đồ rồi đấy. Đây cung giao điện. Để giảm kháng phép. Còn không thì phải lắp bàn tay công lý luôn thôi. Nếu mà có bị ép thì lắp vô cực. Kháng phép thì lắp khăn là ngon. Trời ơi, tao không có tiền đâu ơi. Chúng nó rôn 5 tiền hay sao, level 8 dễ vậy. Em vô lý luôn đấy. Mấy cô rồi này. Ừ, bị ép vô cực. Ui, hai Neko. Neko tăng, hai Neko, Neko tăng kết 2 à? Ui, tăng kết 2. Savor the misery. Use emotion. Thôi không, không cần lên 3 đâu, chỉ cây xa đi. Còn đây cô tạm tam ken 2 đi, tam ken 2 nước mắt luôn. A feast awaits. Cố lên, cho tao đi. Đầy máu, đầy máu. Thôi chắc phải cho nó ăn thôi. Tôi cần một con thôi mà. Thôi thôi lấy bỏ pháp sư đi. Lấy con mèo. Lấy con mèo ngon hơn. Đầy máu cho Mundo đi. Đầy máu cho mèo cũng được. Đầy máu cho mèo ngon hơn. Một con cây xa thôi, mày sụp mất. Cây xa tao đâu.
con cái xa nó mạnh hơn con Manzahan nhiều bạn ơi. Địch mạ bố mình trên Manzaha 3 thật bây giờ đấy. Manzaha 3 lâu lên mana đấy lên. Now we begin. Em ơi thông cảm nha. Nhà ăn nghèo. Ăn cho em ăn tiết kiệm tí. Nhà nghèo cha mẹ keo ăn em đông. Em thông cảm nha. Nhà nghèo. Cái lòng má. Cay thế nhờ. Thật chắc vẫn này phải nuôi già mà 23 rồi, không có cái xa rồi. Đây. Đây ván này em làm được thì ăn cho em ăn Braum luôn. Khổ thế. Thôi con tam kèn nó chỉ cần máu thôi các bạn. Tại vì nó có thú tưởng, nó có giáp đánh phép rồi. Tu 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 tu. Bỏ ra, bỏ ra, bỏ 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 đi. Cay thế nhở. Thực tế mình cũng chẳng cần quỷ thư lắm đâu các bạn. Mình lấy khăn đi. Mình lấy khăn cho góc mo nó bắn. Không cần quỷ thư lắm. Tại vì đam mình to lắm chứ nó chịu không có nổi ấy. Không cần luôn đấy bạn. Mình không hề cần luôn ấy. Địt mọ mày. Địt mọ cua mới lên luôn. Lên đây mày. Lên luôn. Đéo cần luôn. Này ăn này. Ăn cho nhiều giáp. Lần chết. Kệ con mọ mà luôn. Bù mà đéo trời mà. Đéo thèm luôn. Ulti muộn cũng được các bạn ạ. Chả cần ulti sớm. Ulti sớm không có đam. Đó, bây giờ ulti mới có đam này. Đấy, bây giờ ulti là 1 tỷ đam này. Đấy, 500% AP rồi. Ui, 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 đi hết, đi hết. Đi hết, đi, 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 chúng mày đi. Tao bế chúng mày đi hết. Mày đi. Bế chúng mày đi luôn. Này. Sao mà chịu nổi. Bạn nhìn góc mo 2 kìa. Trao đổi góc mo là chí lý đấy. Góc mo nó bắn kinh lắm. Huyết kiếm à. Huyết kiếm góc mo luôn. Góc mo này có đam tay. Huyết kiếm có hút máu. Ăn đi. Ăn con gì đây. Em muốn ăn con gì. Cho ăn chân đồ đi. Chân nhiều máu. Tí có mấy con xài ẩn nữa. Cho ăn. Không cần, trời ơi, bạn ơi. Đã đột biến hắc tinh mà cho nó ăn AP cái lên gì đấy. AP có thiếu đâu. Đây cho ăn cho ghét này. Ăn có gì nhiều máu vào. Nothing escapes hunger. Đây Sion này. When does the killing start? Ăn nhiều máu vào. Cho nó ăn những con nhiều máu thôi. Không, cho mèo bu vào cốc mo đánh nhanh mà. Cốc mo tốc độ đánh cao. Tí nó bật ulti lên nó đánh nhanh thì con mèo này ulti được sớm.
một ulti là đi hết, thì chưa cần tới ulti thứ hai luôn ấy. Mới có một cái ulti là cút hết mẹ rồi. Thông đạo nữa này anh em này. Lại có cái thông đạo nữa này này. Nhưng mà con mèo này khó chết lắm. Nhưng cái thông đạo nó không ngon lắm. Từ từ. Mèo di chuyển ngon hơn đấy. Lên máu đi con. Bây giờ nó lốc nó chiếu cái gì kệ nhé. Tại vì đội này không hề sợ lốc và chiếu. Khi bạn xài chiêu càng muộn thì càng mạnh. Đấy, kiểu của cái bài này nó vậy. Bạn skill càng muộn thì nó càng mạnh thôi. Đột biến nó chết hết đi là nó càng mạnh. Muốn làm gì nó làm. Còn nút mày luôn. Bế mày đi luôn. Nó bay vô đây mà bắn. Bế mày đi luôn. Bế mày đi luôn. Nothing escapes hunger. Có gì cộng máu không? Không có à? À, con này là cộng AP. Tí mình tính lên cho nó con Lissandra. Đang con này đi. Lên cho Lissandra vào để tăng mana các bạn ạ. Lên chết cho Lissandra vào tăng mana. Kích hóa kỹ với lại kích học giả, không cần có Victor lắm. Lốc đi, ừ lốc càng tốt. Không quan tâm luôn ấy. Là nó ulti càng muộn càng đau mà. Này ulti cái thấy mẹ luôn này. Thấy chưa? Ulti càng muộn càng đau. Chịu gì nổi. Ủa ủa, cái ulti tôi đâu rồi? Đúng rồi, phải vậy. Ai giải, đi. Bế mày đi. Đánh tường 1000 đam. Đánh thương 1000 đam. Ok. Đánh thương cái 1000 đam mà chịu nổi không? Nhận. Có đầy máu nào ở đây không ta? Nếu có đầy máu à. Nắm gì giờ? Lấy lại cái lốc đi. Cho nó ăn mấy con nào đây này. The best defense. Cho nó trâu. Cho con mèo cái lốc luôn, búp cho nó nhiều. Đéo cần búp biết là lốc ai luôn. Không có tâm. À lắc ba, lốc lắc ba thôi. Lốc mèo. Lắc ba kinh quá. Mà ông này đỏ thế. Lắc ba cũng mạnh. Time to make Mundo's rounds. Our burden is due. Lắc ba cũng mạnh. Bế lắc ba đi luôn. Này để hai cái này, con này hai góc. Lắc bà cũng mạnh. Lắc bà với chúng tôi. Lắc 10. Lắc 10 vô vào đây chơi. Ok. Anh em thấy clip này hay á thì nhớ để lại cho mình một like nha.
Nếu anh em muốn thử thách mình ghép tướng mới hoặc là build đội hình mới thì để lại một comment cho mình ở phía bên dưới nha. Đã sinh ra là chỉ châu tinh nghịch, trẻ châu ta thì thường hay khinh địch, khinh xong rồi thì chỉ châu vô địch. Đã sinh ra là trẻ châu tinh nghịch, trẻ châu ta thì thường hay khinh địch, khinh xong rồi thì trẻ châu vô địch.